các anh chị. Thì các anh chị cứ đọc sách, các anh chị xem, các anh chị tham khảo, và cái bữa cuối thì tôi sẽ cố gắng nói sớm, và chúng ta sẽ có một cái buổi nhỏ nhỏ để chúng ta nói chuyện, để giải đáp thắc mắc các bạn về những cái phần mà các bạn đã nghe ở trên bài giảng của tôi. Tôi đi lại cái phần chút xíu, cái phần hồi chứng thận hư nguyên phát. Thì KDIGO 2021 là một trong những cái cập nhật mới đây nhất. Thì ngay cả cái mùa dịch thì tháng tháng 10 tháng 10 thì mới cập nhật. Thì như vậy thì tài liệu này là cũng tương đối là mới. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta đi tài liệu tham khảo thì các anh chị ở đây thì tôi vẫn cho các anh chị tham khảo tài liệu đó là của Brainer và cái Cardigo 2021 chứ không phải 2012. Nhưng mà cũng có một số cái tôi lấy 2012 để các anh chị có một vài cái so sánh trước đây. Thật ra thì có ba phần trình bày. Thì cái phần trình bày về cơ chế bệnh sinh chúng ta nói lướt qua thôi, cái này chúng ta đã nói rồi. Cái thứ hai là tiếp cận hội chứng thận hư và một số nguyên tắc điều trị của hội chứng thận hư nguyên phát. Rồi sau đó là tôi nói về các thể lâm sàng. Thì nhắc lại cho các anh chị là cái phân chia hội chứng thận hư và viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận tiến triển nhanh, cái này nó dựa vào cái ICD của Tổ chức Y tế Thế giới cộng với một số tác giả người ta đồng ý trước đây. Tuy nhiên thì ngày nay có một số tác giả người ta không chấp nhận về vấn đề hội chứng thận hư hay hội chứng thận viêm. Tuy nhiên để mà tiếp cận lâm sàng thì người ta vẫn đưa ra hai cái cách tiếp cận khác nhau, đó là hội chứng thận hư và hội chứng thận viêm. Thì trong hội chứng thận viêm thì tôi đã nói với các bạn là viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận tiến triển nhanh, viêm cầu thận mạn cũng như là một số cái thể bất thường về tiểu máu. Trong người hội chứng thận hư thì nghiêng về phần tiểu đạm, thì các anh chị sẽ tiếp cận ở trong phần tiểu đạm, trong cái phần mà các anh chị sẽ xem ở phần triệu chứng lâm sàng. Thì các anh chị đều biết rồi, cơ chế bệnh sinh của bệnh cầu thận chính đó là cái tổn thương màng lọc cầu thận. Từ đó chúng ta thấy khi tổn thương nó sẽ phát ra protein hồng cầu bạch cầu, đưa đến tiểu đạm, tiểu máu và cái suy chức năng thận. Thì suy chức năng thận này chúng ta có hai cái phần, đó là bệnh thận mạn và tổn thương thận cấp. Thì suy chức năng thận trong cái bệnh thận mạn thì tổn thương bệnh cầu thận cũng là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu đưa đến bệnh thận mạn, sau tăng huyết áp và đái tháo đường. Còn tổn thương thận cấp thì một trong những cái yếu tố của bệnh cầu thận đến tổn thương thận cấp đó là cái sự tổn thương tại cầu thận, thì nó đưa đến suy chức năng thận nhanh chóng, đưa đến là hội chứng thận hư với suy thận tiến triển nhanh hoặc là viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận tiến triển nhanh. Cơ chế bệnh sinh thì vẫn là nhắc lại cho các anh chị có hai cái cơ chế lớn, đó là cơ chế miễn dịch, tức là lắng động phức hợp miễn dịch, kích hoạt ba dòng, kích hoạt ba con đường dịch thể, trung nhân tế bào của thể, và cái thứ tư đó là phóng thích các hóa chất trung gian. Hậu quả của nó là vẫn là gây viêm, gây phá hủy, gây sơ hóa. Tuy nhiên có một số cái cơ chế, ví dụ như là sang thương tối thiểu, người ta thấy rằng có rất ít cái lắng động phức hợp miễn dịch trên kháng nguyên kháng thể trên đó, nhưng nó chỉ có xảy ra đó là dính các cái chân giả lại, các cái chân tức là chân giả nó dính lại với nhau, làm cho cái bất toàn về mặt cấu trúc, từ đó đưa đến cái protein niệu. Như vậy thì người ta hỏi, đặt ra câu hỏi này, đây có phải là cơ chế miễn dịch hay không? Thì câu hỏi này được đặt ra và rất là nhiều nhà giải phẫu học và giải phẫu bệnh cũng như là nhà di truyền, người ta đưa ra rất là nhiều cái cơ chế mà người ta giải thích. Tuy nhiên có một số cơ chế vẫn không giải thích được. Nhưng người ta thấy rằng khi chúng ta điều trị ức chế miễn dịch nó lại có đáp ứng tốt. Như vậy thì có một số cơ chế người ta gọi là ít miễn dịch, người ta thấy cái lượng miễn dịch cũng ít. Tuy nhiên phần lớn các cái sang thương nguyên phát đều có liên quan đến cơ chế miễn dịch,
là phần lớn. Có lẽ các cái cơ chế miễn dịch này nó kích hoạt các cái gen vốn đã tổn thương, nó đưa đến cái sang thương bệnh lý nó rõ ràng hơn. Cơ chế không phải miễn dịch thì các bạn đều đã nắm rồi. Tất nhiên cái này là một trong những cái các bạn phải nắm để chúng ta chẩn đoán phân biệt. Khi chúng ta cần tiếp cận bệnh cảnh lâm sàng, chúng ta phải biết là phải đưa đến cái răng nó phân biệt, loại trừ các nguyên nhân thứ phát, trong đó cơ chế mạch máu, cơ chế chuyển hóa, cơ chế viêm nhiễm, cơ chế bệnh lý ác tính, đột biến di truyền cũng như là độc chất. Tất cả các nguyên nhân nào mà làm tổn thương màng lọc đều tổn thương cái cấu trúc của vi cầu thận, đều làm tổn thương màng lọc cầu thận, đưa đến cái bệnh sinh mà chúng ta đã có. Nhắc lại cho các anh chị, như vậy thì ở trên lâm sàng các anh chị thấy, ví dụ như trong đây các anh chị thấy, ví dụ như là ở đây chúng ta thấy, đây là protein niệu, đây là hội chứng thận hư. Thực chất hội chứng thận hư, cái phân chia này nó cũng có tương đối, nhưng mà người ta thấy nó tổn thương ở cái tế bào chân giả, các cái thay đổi cấu trúc, tổn thương ở màng đáy. Thì thường thường các cái bệnh cảnh là nguyên phát là nhiều. Rồi cái thứ hai, bệnh đái tháo đường, lupus cũng đóng góp vào. Tuy nhiên lupus nó vừa có hội chứng thận hư mà vừa có hội chứng thận nguyên, các bạn thấy điều đó. Và bệnh thận IgA thì hầu như là hội chứng thận hư, lại hội chứng thận viêm là chính. Viêm cầu thận hậu nhiễm, các cái viêm nhiễm thì nó cũng đưa đến hội chứng thận thận viêm là chính, tức là tiểu máu. Như vậy thì các anh chị nhớ lại ha, khi chúng ta chẩn đoán hội chứng thận hư nguyên phát thì chúng ta cũng phải đưa ra cái chẩn đoán phân biệt, bởi vì một số bệnh lý hệ thống không có triệu chứng lâm sàng, một số bệnh lý tự miễn cũng không có triệu chứng lâm sàng, một số bệnh lý ung thư cũng không có triệu chứng lâm sàng. Do đó chúng ta sẽ cần nhờ một số cái cận lâm sàng để chúng ta để loại trừ mà chúng ta nói. Khi chúng ta loại trừ xong rồi thì lâm sàng chúng ta mới nghĩ đến hội chứng, mới nghĩ đến nguyên nhân nguyên phát. Như vậy thì định nghĩa hội chứng thận hư của chúng ta, tức là hội chứng thận hư thì nhắc lại các anh chị, đó là người ta lấy cái đạm niệu là chính, tức là 5 gram, 3,5 gram, đúng ra là trên 1,73 mét vuông da trên 24 giờ. Nhưng do đó người ta lấy từ cái ngưỡng từ 3 đến 3,5 gram trên 24 giờ, người ta cũng gọi là ngưỡng hội chứng thận hư, thì xem như đó cũng là hội chứng thận hư. Rồi thì tiếp cận lâm sàng thì cũng đơn giản thôi các anh chị. Chúng ta trong cái hội chứng thận hư, hội chứng thận viêm thì tôi sẽ nói với anh chị lại cái bệnh cảnh lâm sàng. Đây là bệnh cảnh chung của bệnh cảnh viêm cầu thận, thì chúng ta thấy các cái biến chứng của nó cũng như là các cái triệu chứng của bệnh cảnh nguyên phát và triệu chứng của bệnh cảnh thứ phát, và cái tiến triển của nó có thể là tổn thương thận cấp, hay là bệnh thận mạn, hay là viêm ống thận mô kẽ, hoặc là thậm chí là đến bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Thì như vậy trong hội chứng thận hư trong cái tiểu đạm thì các anh chị lưu ý ha, các anh chị lưu ý giúp tôi đó là vấn đề tiểu đạm ha. Thì từ cái tiểu đạm, khi mà tiểu đạm nặng thì chúng ta có hội chứng thận hư, và đặc biệt cái trụ đạm là một trong những cái giúp cho chúng ta xác nhận rằng có cái đạm nó thoát ra khỏi bệnh thoát ra khỏi cầu thận mà nó lắng động ở trên ống thận mô kẽ. Điều đó chứng tỏ có thể là cái tổn thương này phần lớn có thể là ở cầu thận. Đây là một cái cập nhật của KDIGO 2012 để người ta đánh giá cái bệnh lý cầu thận. Thứ nhất, các anh chị phải lấy nước tiểu 24 giờ để xác định tổng lượng bài tiết protein. Nhưng mà đối với con nít thì chúng ta thấy không có thể lấy được, chúng ta rất là khó lấy nước tiểu trong vòng 24 giờ, tại con nít nó tiểu trung tã, chúng ta không có thể lấy được. Cho nên là khó, chính vì vậy người ta thường người ta sử dụng cái protein niệu trên creatinine niệu lấy vào buổi sáng. Và cái lưu ý cái protein niệu trên creatinine niệu, tức là BCA, nó có thay đổi thời gian, đặc biệt là người lớn. Ví dụ như là một số bệnh lý nó thay đổi cái protein theo tuổi tác. Rồi thì KDIGO 2021 người ta nói là nên lấy protein niệu
24 giờ và đo cả PCR. Thì người ta nói chúng ta cần thiết hơn là lấy cái natri niệu thường quy. Thì Canio 2021 vẫn là đưa ra cho các bạn một cái chỉ số chẩn đoán cũng tương tự, tức là cái ACR từ 30, từ 3 đến 30 hoặc là từ 30 đến 300, tùy theo cái đơn vị của nó. Thì như vậy thì là chúng ta có là tiểu albumin mức độ nhẹ và lớn hơn là tiểu albumin mức độ nặng. Người ta bỏ cái thuật ngữ là microalbumin, tức là albumin vi thể. Tương tự như vậy là protein cũng vậy. Đây là một số đơn vị mà cái KDIGO người ta đưa ra, người ta khuyến cáo thôi. Vấn đề tiểu máu chúng ta nhớ, thì trong tiếp cận lâm sàng thì ít khi nào tôi thấy là chúng ta có một cái tiểu một cái hội chứng thận hư đơn thuần, thường chỉ gặp ở trẻ em. Hội chứng thận hư ở người lớn đa phần đều có tiểu máu, do đó nhắc lại cho các bạn cũng phải vấn đề là chúng ta tiếp cận ở phòng tiểu máu. Phần thứ hai đó là các anh chị nhớ là cái phần tổng phân tích nước tiểu, chúng ta nhớ soi cặn láng cặn AS ha, và chúng ta phải làm cho đầy đủ để chúng ta xác định được mức độ tiểu máu, xem nữ hồng cầu có sinh ra từ thận hay không, cái thứ hai có bạch cầu có trụ bạch cầu hay không. Rồi các cái xét nghiệm tìm nguyên nhân thì các anh chị lưu ý vẫn là các anh chị lưu ý đầu tiên cái xét nghiệm của chức năng thận để chúng ta đánh giá lại, cái thứ hai là các cái nguyên nhân chuyển hóa phải được loại trừ, các nguyên nhân về vi trùng, các nguyên nhân miễn dịch, các nguyên nhân di truyền, các nguyên nhân ung thư. Và cái sinh thiết thận là mô bệnh học, đó là chẩn đoán xác định. Thì KDIGO 2022 vẫn đưa ra cho chúng ta là sinh thiết thận mô bệnh học là một trong những tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán hội chứng thận hư, đặc biệt hội chứng thận hư nguyên phát. Trong đó các anh chị phải đọc qua ba cái lăng kính như thế này. Thứ nhất là kính vi quang học để xác định được bất toàn, bất thường các cái cấu trúc mà trên kính vi quang học có thể thấy. Cái thứ hai là kính vi quang học có nhuộm miễn dịch hình quang để xác định được các cái thành phần của miễn dịch lắng động trên cầu thận. Trong đó các anh chị lưu ý đặc biệt như IgM, các bổ thể như C3 và một số cái lắng động đặc biệt như IgA vân vân. Và kính hiển vi điện tử thường người ta xác định các thành phần cấu trúc bất thường mà không phát hiện trên kính vi quang học, ví dụ như là tôi đã nói như sang thương tối thiểu, một số cái sang thương tăng sinh màng, nó chia rất sâu, và hiện nay chúng ta ở cái điều kiện của Việt Nam cũng chưa làm được cái điều này, đó là một cái điều hạn chế. Đây là KDIGO 2021 cũng xác định được cái chỉ định mà chúng ta sinh thiết thận. Và KDIGO vẫn nói biopsy, kidney biopsy, tức là sinh thiết thận vẫn là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lý cầu thận nói chung. Và có một số cái bệnh cảnh mà chúng ta thường chúng ta sẽ không sinh thiết thận, ví dụ như trẻ em dưới 12 tuổi, thường là nếu mà hội chứng thận hư đơn thuần và viêm cầu thận hậu nhiễm, chúng ta ở trẻ em chúng ta cũng không sinh thiết thận thường quy. Hầu hết các cái bệnh lý là chúng ta đều nên bệnh lý cầu thận thì nên là sinh Thầy thiết ơi, thận mất hình rồi thầy ơi. mắc hình rồi mất từ lúc nào vậy? Dạ mới thầy. Mới rồi có lại chưa? Rồi thầy ơi. Rồi các anh chị thấy ở đây chúng ta thấy thứ nhất đó là KDIGO 2021 vẫn xác định đó là một cái tiêu chuẩn vàng, biopsy vẫn là một cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta chẩn đoán của bệnh lý cầu thận. Như vậy nếu mà tiếp cận bệnh lý cầu thận chúng ta không có mô bệnh học thì phải nói là đến đến giờ này thì đó là một cái điều rất là phải nói là rất là lạc hậu. Và người ta cũng nói một số cái trường hợp không có chỉ định sinh thiết, ví dụ trẻ em dưới 12 tuổi đáp ứng với corticoid hoặc là bệnh cầu thận hậu nhiễm, thì hầu như các bệnh lý đều đều phải làm sinh thiết thận, đặc biệt là bệnh lý cầu thận nguyên phát và một số bệnh lý cầu thận có liên quan đến tự miễn.
Có một số cái bệnh lý người ta cũng hạn chế, tức là người ta cũng chưa có, người ta cũng cũng không cần phải phải sử dụng. Đặc biệt là một số cái bệnh lý nó có liên quan đến di truyền, một số bệnh lý liên quan đến gia đình, và người ta cũng có đưa ra một số cái cụ thể như vậy. Như vậy thì chỉ định sinh thiết thận được làm thì chúng ta đọc trên ba cái lăng kính mà tôi đã nói. Thứ nhất đó là kinh vi khoa học, miễn dịch hình quang và kinh vi điện tử. Từ đó chúng ta xác định các cái thành phần như tôi đã nói, và cái cỡ mẫu chúng ta lấy là phải có ít nhất từ 8 đến 10 cầu thận thì chúng ta mới 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 xác nhận rằng. Trước đây thì tôi thấy là chỉ cần trên 6 cầu thận thôi, nhưng mà KDIGO ngày 21 người ta khuyến cáo là phải trên 8 đến 10 cầu thận trong một cái mẫu sinh thiết như vậy. Thì như vậy các anh chị thấy mô bệnh học, nhắc lại cho các anh chị một số cái từ khóa mà tôi đã nói: sang thương tối thiểu, sơ hóa, tăng sinh, thế nào gọi là từng phần, thế nào là từng phần, thế nào gọi là từng phần, tức là một vài quai ma mạch thôi, cái này gọi là toàn phần. Thế nào là gỗ khu trú, tức là nó có chỉ có một vài cái dưới 20, nó khoảng nó tổn thương dưới 75%, mà trên 75% người ta gọi là lan tỏa. Một số cái sang thương, ta gọi là sang thương liềm, các bạn thấy ở đây ha, nhắc luôn nhắc lại cũng bao nhiêu sang thương đó thôi. Tuy nhiên không phải cầu thận, một cái cầu thận có thể nó tổn thương rất là nhiều sang thương chứ không phải một sang thương liềm không. Và cái lắng động miễn dịch ở đây là một cái lắng động miễn dịch IgG ở trên các cái quai mao mạch. Và người ta tổng kết một số cái sang thương chính, đó là sang thương tối thiểu, sang thương sơ hóa khu trú từng phần, sang thương màng, sang thương tăng sinh màng, viêm cầu thận fibrin, bệnh cầu thận tăng sinh giang mạch hay là giang, rồi bệnh cầu thận tăng sinh màng, bệnh cầu thận tăng sinh và bệnh cầu thận tăng sinh lan tỏa, cũng như bệnh cầu thận liềm. Viêm cầu thận liềm thì chúng ta biết rồi, như tôi đã nói thì sang thương tối thiểu nó có một vài cái đặc điểm cho các anh chị lưu ý, đó là cái sang thương nó làm là thường thường không thấy gì hết ở trên kính, hai cái kính hiển vi quang học cũng như là minh hình quang, chúng ta thấy là các tế bào dính nhau, các tế bào chân giả nó dính nhau ở cái bệnh lý đó là ở cái kính hiển vi điện tử mà thôi. Thì trong cái vấn đề mà chúng ta thấy, chúng ta chẩn đoán thì thông thường hiện nay các nhà độc giải phẫu bệnh thì tuy không có được cái kính hiển vi quang, cái hiển vi điện tử, nhưng mà người ta chẩn đoán bằng cách loại trừ. Thì sơ hóa khu trú từng phần, cái này là khu trú từng phần ha, các chị thấy đây là ở, cái này nó nằm ở cực mạch, ở đây nó nằm ở cực cực niệu, cái này là cái thể co rút và cái này là cái thể tế bào, cái thể tân sinh. Và sang thương màng nó không có rất nhiều nhiều cái hình ảnh, trong đó chúng ta thấy các cái gai mà thường thường chúng ta gặp ở trong bệnh cảnh đái tháo đường, rồi các cái gai này nó tăng sinh ra rất là nhiều, sau đó nó làm dày dày màng tế bào. Tăng sinh màng thì nó làm màng nó tách ra làm đôi, nó có hiện tượng đây là cái đường ray, gọi là nó làm cho cái các phức hợp miễn dịch nó đóng vào, nó làm hình ảnh đường ray. Và đây là sang thương liềm. Như vậy thì chúng ta thấy hội chứng thận hư, anh chị thấy hội chứng thận hư thì thường hội chứng thận hư sang thương tối thiểu thì đa phần là hội chứng thận hư đơn thuần, tức hội chứng thận hư là tiểu đạm thôi, không có tiểu máu, không có hội chứng thận viêm. Nhưng mà bệnh cầu thận sang thương màng thì cũng là tiểu đạm nhiều, nhưng mà cũng có thể có tiểu máu. Sơ hóa khu trú từng phần thì tiểu đạm và tiểu máu cũng có hết luôn. Và thường thường bệnh cầu thận liềm thì chúng ta thấy đa phần là viêm, chứ ít khi nào mà thấy có cái tiểu đạm nó không ít đi. Như vậy thì nhắc lại các anh chị tiếp cận thì từ tiếp cận lâm sàng, tiếp cận lâm sàng thì chúng ta tiếp cận từ tiểu máu, tiểu đạm hoặc là các biến chứng, chúng ta phải loại trừ, chúng ta xem xét nguyên nhân thứ phát, từ đó chúng ta đưa ra cái hội chứng. Rồi tất nhiên là cái lâm sàng nó không có được rõ thì chúng ta phải nhờ cận lâm sàng, thì cận lâm sàng giúp chúng ta chẩn đoán hội chứng, chẩn đoán biến chứng, đặc biệt là chẩn đoán nguyên nhân thứ phát hay mô hay là
đây là nguyên pháp. Từ đó chúng ta sử dụng mô bệnh học, chúng ta chẩn đoán mô bệnh học, như vậy có chẩn đoán xác định. Thì trong phần hội chứng thận hư, nhắc lại các anh chị, mô vấn đề lâm sàng thì chúng ta có phù, cái đặc điểm của phù là phù thận thôi. Thì cái tính chất phù thận này do đâu? Thì các anh chị đều thấy rồi, tổn thương màng lọc cầu thận thì nó làm giảm protein niệu, đưa đến giảm protein máu, giảm lực keo. Giảm lực keo thì nước thoát ra ngoài, chúng ta có phù. Thì nó đưa đến giảm thể tích tuần hoàn hữu hiệu, nó kích hoạt trực tiếp trên ống lượng gần hệ giao cảm giữa muối và nước, kích hoạt qua hệ renin angiotensin cũng giữa muối và nước, và kích hoạt ADH giữ nước ở ống gốc mà thôi. Cái hiện tượng giữ nước này đưa đến chúng ta thấy có thể là natri máu có thể giảm tại nước trong lòng mạch nhiều. Và có một cái hiện tượng thứ hai đặc biệt trong hội chứng thận hư, tức là khi mà có albumin niệu, thì albumin niệu này nó đưa đến, nó đến ở đầu ống gốc, nó kích hoạt một cái kênh ta gọi là kênh natri biểu mô. Cái kênh natri biểu mô này nó gây ra giữ nước, và nó giữ nước tiên phát tại thận. Đây là một cái cơ chế giữ nước tiên phát mà các chị thấy trong đó protein niệu có, protein máu chưa giảm hoặc là giảm nhẹ thôi nhưng bệnh nhân vẫn có phù, thì cái đây là cái cơ chế giữ nước tiên phát. Và khi mà giữ nước như vậy thì bệnh nhân có thể tiểu ít do tăng tái hấp thu, do giảm nội tích tuần hoàn hữu hiệu, thậm chí có thể là do tổn thương thận cấp, cho nên các anh chị thấy nước tiểu ít, các anh chị cũng phải lưu ý để chúng ta xem xét cái này là nó là do giữ nước ở mô kẽ hay là tổn thương thận cấp. Tăng huyết áp thì do kích hoạt hệ giao cảm, kích hoạt hệ renin-angiotensin, aldosterone và quá tải tuần hoàn. Trong hội chứng thận hư có một cái biến chứng mà chúng ta thấy trong cái do cái vấn đề tăng đông, trong đó nó có cái nhồi máu thận. Nhồi máu thận thì nhồi máu thận đây là một trong những cái nó đưa đến là suy thận tiến triển nhanh. Suy thận tiến triển nhanh, đây là một trong những biến chứng cũng rất nguy hiểm. Cái thứ hai, biến chứng nguy hiểm thứ hai đó là thuyên tắc phổi. Một bệnh nhân hội chứng thận hư nặng, tiểu đạm nặng, bệnh nhân đến phù, đột ngột ngưng tim ngưng thở, có thể chúng ta xem xét coi chừng đó là thuyên tắc phổi do tăng đông và thuyên tắc tĩnh mạch ngoại vi. Một trong những cái biến chứng mà tôi thấy cũng còn rất là nguy hiểm, trong đó là nhiễm trùng báng, đây là nhiễm trùng cơ hội, và nhiễm trùng da là do báng. Chúng ta thấy một số bệnh nhân báng nặng đưa đến là viêm mô tế bào. Thì thường cái nhiễm trùng báng là một trong những cái nhiễm trùng mà rất là khó chịu, điều trị khó và chúng ta phải chẩn đoán phân biệt. Thì hội chứng thận hư nó có thể, hội chứng thận hư nguyên phát các anh chị thấy nó có một cái đặc điểm rất là lạ, có thể là tự ổn định. Điều này làm cho người ta hiểu lầm rằng khi chúng ta điều trị hội chứng thận hư, có một số người ta sử dụng các cái thuốc, ví dụ như là thuốc đông y, thực phẩm chức năng gì đó, và tự nhiên bệnh nhân hết, và người ta hô lên rằng đây là người ta có thể điều trị được hội chứng thận hư. Nhưng mà các bạn đều biết hội chứng thận hư nguyên phát có thể có một số nó phải tự ổn định đó. Và tiến triển của nó đến bệnh thận mạn, các bạn đều biết rồi. Rồi cái xét nghiệm thì các bạn lưu ý cho tôi, xét nghiệm vẫn là đạm niệu là một trong những cái xét nghiệm chính, đây là vẫn là cái tiêu chuẩn chính. Trong đó các anh chị sẽ có một cái hội chứng thận hư mà chúng ta hay nói hội chứng thận hư, mà thường thường người ta đưa ra để mục tiêu là lỡ như chúng ta không có cái điều kiện để sinh thiết thì chúng ta gọi là tiểu đạm. Một số hội chứng thận hư tiểu đạm chọn lọc người ta gọi là hội chứng thận hư đơn thuần. Hội chứng thận hư đơn thuần là có tiểu đạm chọn lọc, không có tiểu máu, không có tăng huyết áp, không có suy chức năng thận, và thường đáp ứng với corticoid. Sang thương của nó là thường cũng là sang thương tối thiểu. Rồi các cái cận lâm sàng tôi đã nói rồi, thì các anh chị đầu tiên chúng ta xem xét lại các cận lâm sàng, trong đó các cái triệu chứng cận lâm sàng của hội chứng thận hư thì có thể nó làm suy chức năng thận,
À, do giảm lợi tức tuần hoàn hữu hiệu hoặc là hoặc là do cái vấn đề là giảm hoặc là do vấn đề của bệnh lý, tức là cái bệnh cảnh nó gây ra cái tổn thương thận nhanh chóng. Cái thứ hai, natri giảm, natri máu bình thường có thể giảm, giảm là do ADH hấp thu có thể thừa nước và có thể natri nó vào mô kẽ, do đó là tổng lượng natri cơ thể rất là thừa. Điều này khi mà điều trị thì các anh chị thường thấy natri máu giảm, các anh chị hay thường cho bệnh nhân bù natri. Khi bệnh nhân tiếp tục, các anh chị tiếp tục bù natri thì chúng ta tiếp tục chúng ta đưa natri vào máu, natri ra mô kẽ, lấy nước ra mô kẽ thì chúng ta phù nhiều hơn. Do đó các anh chị rất thận trọng trong vấn đề bù natri trong hội chứng thận hư. Chỉ bù natri khi có khi nguy hiểm, ví dụ như là nó giảm natri nhanh chóng dưới 120. Rối loạn lipid máu thì các anh chị đều biết rồi, cái rối loạn lipid máu đặc biệt là tăng cholesterol và triglyceride do rối loạn cái sản xuất lipoprotein, và một số trường hợp chúng ta thấy nó mất cái protein mang tyrosine đưa đến cái nhiệt giáp, thậm chí hoặc là nhiệt giáp dưới lâm sàng. Thì cái này là một trong những cái bệnh cảnh có thể các anh chị thấy khi mà người ta tới với các anh chị trong cái bệnh cảnh nhiệt giáp thì các anh chị cũng nên cho bệnh nhân làm xét nghiệm nước tiểu để chúng ta kiểm tra lại. Rồi chúng ta có thể thấy nó thiếu máu, vitamin D, thiếu máu giảm vitamin D3 cho đến là đó là những cái biến chứng. Khi rối loạn tăng đông thì các anh chị thấy khi mà mất protein qua màng lọc cầu thận thì trong đó mất antithrombin 3 là một trong những các yếu tố quan trọng. Protein F, protein C, đây là những yếu tố mà nó làm cho cái tình trạng tăng đông. Cái thứ hai là tăng kết tập tiểu cầu. Như vậy thì các cái xét nghiệm cận lâm sàng tiếp để chúng ta chẩn đoán loại trừ các nguyên nhân thứ phát. Trong đó các anh chị lưu ý một số xét nghiệm và loại trừ của lupus, xét nghiệm về loại trừ của bệnh cảnh hậu nhiễm và viêm gan, các cái viêm nhiễm mãn tính. Rồi cái kháng thể kháng màng đáy thỉnh thoảng cũng hay gặp ở ở bệnh nhân có hội chứng thận hư, cho nên các anh chị cũng phải làm kháng thể kháng màng đáy thứ anti-GBM và kháng thể kháng bào tương của bạch cầu đa nhân trung tính, các xét nghiệm về chuyển hóa, các xét nghiệm ung thư di truyền cũng như độc chất nếu chúng ta có nghi ngờ. Thì như vậy các anh chị nhớ, thì trong cái vấn đề chẩn đoán của chúng ta thì thứ nhất là chúng ta nhớ tiêu chuẩn đạm nẹo. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta có điều kiện điện di protein, chúng ta biết cái tiểu đạm chọn lọc hay không chọn lọc, để chúng ta đưa ra đây là hội chứng thận hư đơn thuần hay không. Thì thường những cái này là những cái mà giúp cho chúng ta có thể điều trị ngay từ đầu, sau khi loại trừ các nguyên nhân thứ phát và hội chứng thận hư không đơn thuần. Thì như vậy thì bệnh cảnh để chúng ta chẩn đoán nguyên nhân nguyên phát trên lâm sàng thì chúng ta phải loại trừ nguyên nhân thứ phát, thậm chí cận lâm sàng chúng ta cũng phải làm để chúng ta loại trừ nguyên nhân thứ phát. Tôi có một cái ca bệnh nhân nhiễm viêm gan siêu vi B, sau đó bệnh nhân không có điều trị một thời gian dài, bệnh nhân tới với một cái bệnh cảnh là suy chức năng thận có tiểu đạm, thì lúc đó cái bệnh cảnh viêm nhiễm viêm gan siêu vi BC thì tôi lúc đó thì không có thấy biểu hiện trên lâm sàng, nhưng xét nghiệm ra thì cái tải lượng của virus rất là cao. Do đó các anh chị thấy đôi khi chúng ta loại trừ nguyên nhân thứ phát trên lâm sàng thực tế đôi khi không có, đôi khi chúng ta không thấy được cái triệu chứng rõ ràng, chúng ta phải sử dụng các cái cận lâm sàng để chúng ta loại trừ. Rồi chúng ta chẩn đoán các biến chứng cấp như là tổn thương thận cấp, các biến chứng nhiễm trùng, các biến chứng viêm mô tế bào viêm phúc mạc nếu có, biến chứng mạng của nó nếu mà kéo dài, bệnh cảnh kéo dài thì nó đưa đến là rối loạn lipid máu, đưa đến xơ vỡ động mạch, tăng huyết áp kéo dài, đưa đến bệnh lý tim mạch suy thận, suy tim suy thận và suy dinh dưỡng, loạn dưỡng xương, vân vân. Như vậy thì trong điều trị chung của chứng thận hư thì mục tiêu vẫn là chúng ta phải giảm đạm nẹo, và cái mục tiêu lớn mà mục tiêu người ta đặt ra lâu dài đó là mục tiêu tiên lượng.
tức là phải ngăn chặn sự suy giảm và phục hồi được chức năng thận. Cái này là một trong những cái mục tiêu, thậm chí có những cái tác giả người ta đưa ra cái mục tiêu này là đưa lên cái mục tiêu chính chứ không phải là giảm đạm niệu đến đến âm tính. Mục tiêu chúng ta đưa cái mức đạm niệu về cái mức mà có thể không làm suy giảm cái chức năng thận hoặc là làm chậm cái tiến triển của chức năng thận. Rồi, cái điều trị biến chứng và điều trị nguyên nhân. Thì nguyên tắc điều trị của chúng ta thì các anh chị đều biết rồi, thì chúng ta sử dụng nếu bệnh cảnh thứ phát chúng ta theo nguyên nhân nào có liên quan đến miễn dịch thì chúng ta sử dụng ức chế miễn dịch. Trong bệnh cảnh nguyên phát, thậm chí chúng ta phát hiện ra có một số bệnh cảnh có liên quan đến di truyền, đa gen, nhưng người ta vẫn cứ sử dụng cái cơ chế ức chế miễn dịch, tại vì miễn dịch là một trong những cái có thể tác động trên cái bộ gen, cái đa gen đó, nó đưa đến cái nó biểu hiện ra ngoài. Đây là một số cái vị trí tác động của các thuốc ức chế miễn dịch, các bạn có thể tham khảo thêm. Thì điều trị chung, trong điều trị hiện nay thì chúng ta vẫn có hai cái loại, hai cái nhóm ức chế miễn dịch lớn, đó là corticoid và thứ hai là độc tế bào. Thì nó có hai cái cách sử dụng. Dùng thứ nhất đó là cách sử dụng liều thấp và cách sử dụng liều cao. Cái cách sử dụng liều thấp thì chúng ta có sự thống nhất từ trước đến nay rồi. Cho đến Cardio 2021 tôi sẽ nói sau thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên cách sử dụng liều cao nó tùy vào phác đồ, tùy vào nước, từng nước và tùy vào các cái phác đồ điều trị. Người ta có thể sử dụng từ 500 mg đến 1000 mg. Thì cái liều này người ta gọi là liều ức chế tủy. Người ta có đưa ra trong Cardio 2021 người ta muốn chúng ta là tối thiểu hóa ức chế miễn dịch, đặc biệt là có liên quan đến cái vấn đề là tác dụng phụ và nó ảnh hưởng đến cái độ lọc cầu thận. Vấn đề thứ hai, vấn đề người ta đưa ra một số định nghĩa. Đây là một trong các cái định nghĩa này người ta đưa ra, ví dụ như đáp ứng một phần, đáp ứng hoàn toàn, có tái phát hay không, tái phát thường xuyên là thuộc corticoid và đề kháng corticoid. Thì những phần này các anh chị có thể đọc thêm. Các thuốc độc tế bào thì hiện nay cái thuốc hàng đầu, một trong những cái thuốc mà người ta vẫn còn xài, vẫn còn sử dụng đến nay. Các thuốc độc tế bào thì hiện nay cái thuốc hàng đầu, một trong những cái thuốc mà người ta vẫn còn xài, vẫn còn sử dụng đến nay, đó là đó là cái thuốc cái cyclophosphamide. Thì cyclophosphamide cũng như vậy, nó có hai cái liều. Thứ nhất là liều điều trị bằng đường uống, đó là một cái thuốc độc tế bào ức chế miễn dịch, và sử dụng liều cao cũng là tùy vào các cái phác đồ nghiên cứu ở Mỹ và ở châu Âu, đều cũng có một số cái nghiên cứu nó khác nhau khi chúng ta sử dụng phác đồ cũng như là liều lượng. Thì cyclophosphamide là một trong những cái thuốc mà kết hợp với corticoid hoặc là người ta điều trị sau khi mà bệnh nhân kháng corticoid, là một trong những cái thuốc mà tôi thấy đó là hàng đầu mà người ta thường người ta đưa ra. Cái thuốc thứ hai là thuốc ức chế canxi murine, trong đó cái cyclosporine và tacrolimus. Thì hiện nay hai thuốc này vẫn còn được sử dụng. Các thuốc thứ ba, azathioprine, thì thường được sử dụng trong duy trì là nhiều. Các cái thuốc như là mycophenolate mofetil, CellCept thì người ta không được sử dụng, đặc biệt trong lúc còn đọa hệ thống. Thì tôi nói lại với các anh chị chút xíu một số cái điều trị về hỗ trợ, tức là điều trị phù. Thì tất nhiên điều trị phù chúng ta cũng phải thứ là hạn chế muối và nước. Thì khi số lượng muối hạn chế hiện nay, người ta lấy cái mức 5 gram, tức là natri dưới 2. Rồi tiết chế đạm, hạn chế vận động nặng. Và chúng ta sử dụng các cái thuốc lợi tiểu. Và hiện nay người ta cũng đưa lên furosemide là cái thuốc đầu tay. Và cái thuốc kết hợp trong đó cái spironolactone, hypotiazid, amylorid là những cái thuốc mà người ta
đã có nghiên cứu và người ta có đề nghị nếu độ độc cầu thận thấp dưới 25 thì người ta sử dụng cái furosemide thôi, và cái giảm cân, cái cân nặng mà giảm hàng ngày thì không quá 1 kg. Trong một số cái nghiên cứu trước đây người ta có đặt vấn đề là ta gọi là kháng lợi niệu, ta nói kháng lợi niệu khi mà chúng ta sử dụng lợi tiểu quay cộng với spironolactone hoặc là amiloride cộng với một cái thiazide mà không đáp ứng, thì lúc đó chúng ta xem xét, chúng ta chỉ định truyền albumin nếu mà albumin máu thấp để chúng ta tăng cái đáp ứng nó lên. Và chỉ định truyền albumin nó cũng có một cái trình riêng tùy theo các cái thể lâm sàng. Đây là một trong những cái hướng dẫn điều trị triệu chứng, điều trị triệu chứng của cái triệu chứng phụ, và người ta vẫn sử dụng là tiểu quay là một trong cái ưu tiên hàng đầu, sự lựa chọn hàng đầu. Thứ hai là cái tiết chế muối, các anh chị lưu ý đó. Thứ ba, người ta thấy người ta sử dụng kết hợp một số cái thuốc, và các thuốc đều nó có tác dụng phụ. Khi chúng ta kết hợp như vậy thì các anh chị phải có cái lưu ý cái phần theo dõi. Và một số cái chiến lược, ta gọi là chiến lược khi mà sử dụng, ta gọi là đề kháng furosemide, ngoài cái việc mà chúng ta kết hợp với albumin, amiloride, thì một trong những cái mà chúng ta thấy ở đây đó là lọc máu. Như vậy lọc máu cũng là một trong những giải pháp, cũng là một trong cái mà chúng ta điều trị triệu chứng nếu mà chúng ta điều trị nó không hiệu quả trên lâm sàng. Các bạn có nghe không ạ? Alo, dạ thầy ơi. Dạ có thầy. À, có hả? Tại tôi nghe Thầy nó ơi, nào nó. có bài thuốc là tiểu với Đây chị có cái máy nè. dạ Tôi lướt qua thì một số cái. dạ Tôi biết rồi. Tại tôi muốn nói lại cái phần này, tại cái bài này, cái phần thứ ba là cái phần điều trị hội chứng thận hư đó. dạ Thì cái này là cái cập nhật của 2021 nha. Trong đó cái điều trị tăng huyết áp thì tôi sẽ nói lại với các anh chị cái phần này, và có cái gì khác hay không thôi đó. Tôi nhắc lại cái này để cho các anh chị thấy vẫn là sử dụng ức chế mang chuyển, ức chế thụ thể, và các anh chị phải lưu ý phần đó. Tất nhiên là một số cái chúng ta thay đổi lối sống vân vân ha. Rồi điều trị và tăng lipid máu thì sao? Điều trị tăng lipid máu thì cũng không có vấn đề gì thay đổi nhiều. Trong đó cái này là tôi nhắc lại cho các anh chị điều trị chung thôi, điều trị triệu chứng. Thì trong đó các anh chị lưu ý, lưu ý là chúng ta sử dụng chúng ta sử dụng cái trong cái điều trị lipid máu thì nó vẫn nhắc lại cái nhóm statin là một trong những cái nhóm mà chúng ta điều trị để làm giảm lipid máu. Trong cái hội chứng tăng đông, trong cái triệu chứng tăng đông thì chúng ta thấy các anh chị lưu ý nó sẽ có một một vài cái chỉ định điều trị. Thật ra thì cũng không có gì lạ hết. Tuy nhiên tôi sẽ nhắc lại cho các anh chị là một số cái tình trạng mà chúng ta phải điều trị dự phòng, đặc biệt khi mà khi anh máu giảm, albumin máu giảm, nhưng trên bệnh nhân cái này nó cụ thể hơn ở Cardio 2012, có protein niệu là trên 10 g/dL, có cái BMI trên 35 g, 35 kg trên mét vuông, và có một số vấn đề về rối loạn về gen cũng như là suy tim vân vân. Thì cái phần này thì giống như rồi, ở đây thì chúng ta thấy nó có đưa ra cái mức rõ ràng cho chúng ta, và chúng ta lưu ý các cái chống chỉ định. Cái phần này thì không cần nhắc lại. Thì trong điều trị biến chứng tăng đông của Cardio 2021, sở dĩ tôi nói lại cái bài này chút xíu là tại bài này là cái bài một trong những cái bài cuối mà điều trị theo hội chứng thận hư, theo nguyên nhân, theo mô bệnh học. Thì để tôi nói, tại bữa trước tôi nói lướt qua cái phần mà mô bệnh học thôi, đợt này thì tôi cập nhật cho các anh chị lại. Sở dĩ tôi nói lướt qua đợt trước đó thì cho các anh chị nắm cái phần trước. Thì khi các anh chị nắm phần trước, các anh chị nghe phần này thì nó dễ dàng hơn. Trước đây thì người ta không có đề cập đến
chúng ta sử dụng cái heparin phân đoạn cũng như heparin trọng lượng phân tử thấp. Tuy nhiên, cái phần sau này thì người ta cũng đưa đề cập tới chúng ta có thể sử dụng, và người ta sử dụng warfarin. Cái này là một trong những cái mà trước đây người ta khuyến cáo sử dụng warfarin, và cái duy trì cái mức INR vẫn là 2/3, cũng không có gì khác. Tuy nhiên, các cái yếu tố, các cái thuốc kháng đông mới, kháng đông thế hệ mới, thì nhóm NOAC, Ampicillin, Enoxaparin, Rivaroxaban là được đề cập tới để chúng ta sử dụng trong vấn đề kháng đông. Nhưng mà các anh chị lưu ý, ở đây người ta nói là sử dụng mà không có phải sử dụng một cách có hệ thống, tức là chúng ta sử dụng chúng ta có cân nhắc các anh chị. Như vậy thì điều trị biến chứng tăng đông, thì trong cái biến chứng tăng đông của năm 2020, KDIGO 2021, người ta cũng đưa ra cho chúng ta cái con số rất là rõ ràng là chúng ta sử dụng warfarin hoặc là aspirin. Ở đây chúng ta thấy cái lưu đồ này rất là hay, giúp cho chúng ta nhìn nhìn nhận ngay, ví dụ như là albumin máu thấp, có nguy cơ thuyên tắc cao. Chúng ta đánh giá máu chảy, qua nhớ chúng ta làm một cái bi lăng đánh giá, trong đó có cả cái xét nghiệm phân, và chúng ta sử dụng warfarin. Nếu mà nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta sử dụng aspirin. Cái này là cái một trong những cái mới, và tương tự như vậy, các anh chị lưu ý. Rồi thì một cái lưu đồ của năm 2021 đưa ra thì nó khác với một số cái mà trước đây, như là tôi đã chưa lên các anh chị trong cái bài trước. Một trong những cái mà các anh chị cũng lưu ý đó là hiện nay người ta đưa ra rất là rõ ràng, khi mà các anh chị điều trị hội chứng tận hư bằng corticoid, bằng ức chế miễn dịch, thì chúng ta phải tiêm ngừa cái gì? Thứ nhất, phế cầu. Cái thứ hai, cúm. Thứ ba, hẹp bét. Tầm soát lao, viêm gan siêu vi B, C, HIV da ngoài đương nhiên. Và có một cái nữa là tầm soát dung lương, dung lương ở những vùng dịch tễ. Cái thứ ba là cái này cũng mới, đó là dự phòng cái trimethoprim và sulfamethoxazole dự phòng, tức là cái bắc phim đó. Đó, cái này cũng là một trong những cái mà tôi thấy là mới để tôi đưa ra các anh chị. Vấn đề dinh dưỡng thì cũng không có gì khác với các cái khuyến cáo trước. Và người ta cũng có khuyến cáo là không dinh dinh dưỡng của chúng ta không có quá nghiêm ngặt, người ta nó cũng không có quá nghiêm ngặt, vẫn đảm bảo được là chúng ta phải có đủ năng lượng một ngày. Rồi bây giờ đến các cái thẻ lâm sàng thì sang thương tối thiểu tôi đã nói các anh chị rồi, các anh chị không cần phải nói lại lần nữa, anh chị không cần học bài hôm nay. Tuy nhiên tôi sẽ nói đi sẵn vào phòng điều trị cho các anh chị luôn. Các anh chị nào lần trước chưa có nghe thì tôi cũng sẽ nói sơ qua cho các anh chị, để cho các anh chị khỏi có bỡ ngỡ, là thứ nhất sang thương tối thiểu là cái sang thương mà chúng ta chỉ có phát hiện ở trên kính hiển vi điện tử. Rồi cái sang thương thứ hai mà các anh chị sẽ thấy là sơ hóa khu trú từng phần. Trong đó các anh chị lưu ý, người ta chia ra làm ba cái thẻ, bốn thẻ. Tuy nhiên, trên lâm sàng bốn thẻ này nó chỉ có giúp cho chúng ta về phân loại, chưa có giúp cho chúng ta về hướng điều trị. Rồi, các anh chị lưu ý ở KDIGO 2012 cũng như KDIGO 2021, người ta bắt buộc các anh chị khi mà chúng ta xác định đây là hội chứng thận hư nguyên phát thì chúng ta phải loại trừ cái hội chứng thận hư thứ phát, thì các anh chị lưu ý phần đó, chúng ta phải làm cái bài toán chẩn đoán phân biệt. Rồi, trong cái sang thương màng thì trong sang thương màng thì nhắc lại cho các anh chị là cái tỷ lệ, nó có một cái tỷ lệ lưu bệnh tự nhiên, mà các anh chị đều biết đó là 1/3 lưu bệnh tự nhiên, 1/3 đến bệnh thận mạng giai đoạn cuối, và 1/3 đó là nó có thể tái phát. Trong KDIGO 2012 thì không nói, nhưng mà KDIGO 2021 người ta đưa ra có bốn cái mức độ để đánh giá chức năng
mất chức năng thận, cái nguy cơ mất chức năng thận của sang thương màng. Đây là điều mới. Thứ nhất là nguy cơ thấp, nguy cơ vừa, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Trong nguy cơ rất cao, các anh chị thấy tất cả các cái sang thương màng mà có hội chứng thận hư đe dọa tính mạng hoặc là mất chức năng thận nhanh chóng thì đó là nguy cơ cao. Trên lâm sàng chúng ta lấy luôn. Rồi, đó nguy cơ rất cao và nguy cơ cao thì người ta đưa ra các cái nguy cơ này theo cái hướng dẫn này thì từ đó chúng ta sẽ có một cái hướng điều trị. Đây là cái điểm mới của KDIGO 2021. Rồi, thì như vậy thì vấn đề điều trị thì đầu tiên chúng ta sẽ trở lại điều trị hội chứng thận hư sang thương tối thiểu. Thì tôi đã nói rồi, thì hội chứng thận hư sang thương tối thiểu thì thường cái khởi phát điều trị đây 2021 người ta cũng không có gì khác, nếu không có chống chỉ định thì chúng ta sử dụng corticoid. Nếu có chống chỉ định corticoid thì chúng ta sử dụng một trong những cái thuốc mà chúng ta thấy đặc biệt là người ta đưa ra rõ rõ ba loại thuốc chúng ta có thể sử dụng, trong đó cyclophosphamide, thuốc ức chế canxin urin, mycophenolate mofetil, rồi cái rituximab. Thì cái này là một cái người ta đánh dấu hỏi, tức là người ta chưa có những cái nghiên cứu lớn và chúng ta chưa đồng thuận. Người ta điều trị glucocorticoid trong thời gian vẫn là không quá 16 tuần và người ta giảm liều bắt đầu từ 2 tuần sau khi bệnh thuyên giảm. Như vậy chúng ta điều trị cố gắng cho đến phải đến hết 2 tuần. Các anh chị thấy đó là một trong những cái điểm mà người ta nhắc lại thôi. Ở đây trong sang thương tối thiểu trước thì người ta không có định nghĩa. Ngày nay người ta cũng sử dụng cái định nghĩa cái bảng mà đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng một phần, tái phát, đề kháng, đề kháng corticoid và tái phát thường xuyên cũng như là đề kháng corticoid cũng như là lệ thuộc corticoid. Thì đó là những cái các anh chị về các anh chị sẽ xem, các anh chị học lại. Cái phần này thì cũng có thể khi mà làm lâm sàng thì tôi có thể cho. Thì trong sang thương tối thiểu thì như vậy thì không đáp ứng thì người ta sẽ sử dụng người ta sẽ chuyển qua sử dụng cyclophosphamide, cyclosporine, đó là những cái thuốc mà thường người ta hay sử dụng hơn. Như vậy thì tái phát thường xuyên thì sao? Thì nếu tái phát thường xuyên thì hoặc là đề kháng hoặc là cái lệ chúng ta thấy là cái đề kháng của cái steroid thì người ta